Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là cộng hủ tiếu tươi ha. Thì thường thường ở nhà mình thì hay mua hủ tiếu khô về mình nấu mình ăn. Thì hôm nay thì do cái dịch đó là mình không có đi ra ngoài mình mua được, thì ở nhà mình sẽ tận dụng bột ở nhà mình có sẵn đó, thì mình sẽ làm ra những cộng hủ tiếu tươi hoặc là cộng bánh canh gì đó ở nhà mình ăn ha. Thì nguyên liệu mình cũng chuẩn bị thì mình cũng có là 200g bột gạo, 80g bột năng, 2 muỗng canh dầu ăn, 1/3 muỗng cà phê muối. Còn nước thì mình sử dụng là 500ml nước ha. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ pha trước cái phần bột nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị cái thau rồi đó, thì mình cũng cho bột gạo, bột năng mình sẽ cho vào hết trong cái thau luôn. Muối cũng vậy, mình cũng cho vào luôn ha. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn lên. Rồi mình sẽ trộn đều lên nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào nha. Đây thì mình sẽ cho hết cái lượng nước vào trong bột luôn. Mình cũng vừa cho mình vừa khuấy như vậy nè, giúp cho cái phần bột của mình á nó đều ra. Thì mình quậy cho cái bột á cho nó lỏng ra là được nha. Mình cho hết là một chai nước đó. Và bây giờ là mình sẽ khuấy bột nè, cho nó đều, cho nó mịn ra nữa là được rồi. Thì mình khuấy bột á cho nó mịn ra rồi á thì mình sẽ để cho bột nghỉ nha các bạn. Mình để cho bột nghỉ khoảng là 40 phút. Thì sau 40 phút á thì mình mới làm tiếp được nha. Mình pha cái bột này giống như là mình làm cái bánh da lợn vậy đó các bạn. Bột á là mình cũng đã để nghỉ là cũng được 40 phút nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ quậy cái phần bột này lên nha. Và sau đó thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Đây mình sẽ cho dầu ăn vào. Rồi mình sẽ quậy lên. Mình cũng chuẩn bị một cái nồi nước. Rồi mình sẽ tiến hành mình hấp bánh luôn ha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị cái sẩn ha. Thì mình sẽ quét dầu ăn nè, quét lên trong cái sẩn. Đặng một hồi mình hấp bánh, mình lấy bánh ra cho nó dễ với các bạn. Mình quét dầu xong rồi thì mình sẽ cho vào trong cái nồi nước luôn. Đặng mình làm nóng cái phần sẩn trước á. Và bây giờ là mình sẽ để cái sẩn nè, mình để vào. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình giúp cho cái sẩn của mình nó nóng rồi mình mới để bột vào nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị cái chén nè các bạn. Thì mình sẽ múc bột vào trong chén rồi mình sẽ cho vào trong cái sẩn cho nó dễ. Mình nhớ khi mà mình cho bột vào trong chén mình cũng khuấy đều lên ha. Rồi giờ là cái sẩn cũng đã nóng rồi nè. Rồi bây giờ là mình sẽ rưới cho nó bằng cái sẩn của mình. Rồi thì mình sẽ nghiêng cho nó đều. Nghiêng cho nó đều cho giống như cái bánh của mình á, cho nó mỏng ha các bạn. Tại cái sẩn của mình á nó không có đều á. Cho nên đó là mình phải làm cho nó đều như vậy. Đây bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ cái bánh của mình đó là mình nghiêng đã đều cái sẩn rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại. Trong thời gian á mình đang hấp cái bánh này á các bạn, thì mình cũng chuẩn bị tiếp cái sẩn nha.
mình cũng quét dầu lên. Khi mà mình lấy cái sửng kia ra thì mình sẽ cho cái sửng này vô các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ thanh chừng cái bánh của mình coi nó chín hay chưa nha. Đây cái bánh của mình bây giờ nó đã chín rồi các bạn. Vậy là cái bánh này mình để cái mật lửa nó lớn á, là mình hấp trong vòng là 2 phút bánh mình nó chín rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái đồ gấp nè, thì mình sẽ gấp ra, rồi mình sẽ để cái sửng khác vào. Hồi nãy mình cũng đã quét dầu rồi đó, bây giờ mình cũng đậy nắp lại luôn. Mình cũng hứng cái thao nước nè, thì mình để cái sửng bánh này á vào trong cái thao nước đặng giúp cho cái bánh của mình á cho nó mau nguội nha. Thì mình sẽ hấp một cái bánh tiếp theo nha. Cho cái này cho nó ra chút xíu. Rồi thì mình cũng cho bột vào trong chén luôn, hơi trong sửng luôn. Rồi mình cũng nghiêng y như vậy nha các bạn. Là mình sẽ đậy nắp lại luôn, thì trong vòng 2 phút bánh mình nó chín rồi các bạn. Đây các bạn, bây giờ cái bánh của mình á, bây giờ nó cũng nguội rồi nè. Thì giờ là mình sẽ lấy bánh ra. Mình cũng lấy từ từ nha, để mình sao chỗ xuống cái sàn cái mình lấy ra cho nó dễ. Mình cũng nắm mình kéo lên từ từ thôi. Thì cái mâm á là hồi nãy là mình cũng có tha dầu rồi đó các bạn. Thì giờ là mình sẽ để cái bánh xuống đặng khi mà mình hồi mình cắt á cho nó không có bị dính cái mâm của mình. Này. Rồi bây giờ là mình sẽ coi cái bánh kia, cái sửng kia coi chín hay chưa nha. Bánh bây giờ nó đã chín rồi các bạn. Rồi mình sẽ lấy ra. Rồi mình sẽ để cái sửng này vô tiếp nha. Rồi mình cũng phải để vô trong cái thao nước này, mình chờ cho nó nguội nha các bạn. Cái bánh này cũng đã nguội rồi các bạn, thì mình sẽ lấy cái bánh tiếp lấy ra luôn ha. Cái bánh này mình làm hồi nãy nó hơi mỏng quá nè. Các bạn thấy nè, cái độ dai của bánh á, rất là dai lắm luôn á. Thì bánh á là mình cũng đã tráng xong hết nè các bạn. Nè. Đó. Và bây giờ là mình sẽ giống như là mình trồng lên đặng mình còn cái chừa cái chỗ á, đặng một hồi là mình sẽ cắt bánh nha. Nè, các bạn thấy là khi mà mình hấp á, bánh mình nó có dầu như vậy nè, đặng mình cắt nó dễ. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái bánh nè, mình để lên cái thớt á, mình cắt.
Rồi mình cũng nhập cái bánh lại như vậy. Cái thớt đó thì mình cũng cái bọc thực phẩm này rồi đó các bạn, cho nên là mình để mình cắt cho nó dễ. Thì bây giờ là mình cũng sẽ cầm con dao như vậy, thì mình sẽ nhấn, mình nhấn nhẹ nhẹ thôi, nhấn miễn cho nó đứt ra là được rồi. Thì tùy theo sở thích của mình ăn cái bánh á nó dày hay là nó mỏng đó, mình cắt dày hay cắt mỏng đó các bạn. Đây thì bây giờ là mình sẽ lấy kéo cái phần bánh ra nè. Đó. Bây giờ mình sẽ để qua cái mâm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt tiếp nha. Cái này mình để cái ngày mai với cái mình nấu hủ tiếu cho tụi nhỏ nó ăn sáng đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt cho đến hết bánh thôi. Đây là các bạn, đó bây giờ cái cọng hủ tiếu của mình á là mình cũng đã cắt xong rồi nè. Đó, các bạn thấy nè. Thì bây giờ đó là mình cũng để ngày mai á cái mình nấu hủ tiếu cho tụi nhỏ nè. Đây, các bạn thấy nè. Cọng hủ tiếu của mình nè. Đó, mình cắt xong rồi á thì mình cũng phải trộn lên các bạn. Đây. Thấy không? Ra cũng thanh dài dài như vậy. Thì các bạn thấy á, là mình làm ra cái cọng hủ tiếu á, nhìn nó thì nó không có đẹp mắt lắm. Thì như ở nhà á, mình làm á, ra như vậy là cũng được rồi đó các bạn. Giống như á, là mình đi ra chợ á, thì mình mua không có được, thì mình sẽ tận dụng ở nhà mình á, thường hay làm bánh á, thì mình còn cái bột nào đó thì mình sử dụng. Nhà mình thì chuyên gia làm bánh cho nên á, là mình còn mấy cái bột như vậy thì mình sẽ làm ra những cái cọng hủ tiếu nè, hoặc là cọng bánh canh gì đó để ở nhà cho mấy đứa nhỏ nó ăn sáng, hoặc nhiều khi mình có ngán cơm á thì mình có thể là mình làm mình ăn buổi trưa hoặc là buổi chiều gì đó cũng vẫn được ha. Thì video của mình á là sẽ kết thúc video tại đây. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích á thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.